Bảo Linh ơi, Alo, tiếp chưa? ok, mình học nhé con nhé. Yeah. Ok, how are you today? Thank you. Ok, do you have lunch? Yeah. Okay, how is the weather today? It's sunny. It's sunny and so hot, đúng không? Bây giờ thì đã bắt đầu bước vào mùa gì nhỉ? Mùa này người ta sẽ gọi là mùa gì con? Summer. Summer, okay. Và summer thì mình sẽ được, mình sẽ có những cái gì đấy, những cái ngày, những cái buổi holiday, những cái kỳ nghỉ, đúng không? Mà mình sẽ được đi chơi này, mình được đi tắm biển này, đó. Ok chưa? Con có thích summer không? Do you like No. summer? Yeah. No. You? Why? Why you don't like summer? You don't like the hot weather, right? Con không thích thời tiết nóng hả? Yeah. Vậy thì con sẽ thích mùa đông hơn phải không? Yeah. Okay, me too. It's so hot and I really don't like it. Okay, so today we will learn about unit 28, my favorite food day. Được chưa? Hôm nay mình ra bài Yeah. 28 là bài my favorite food day. Mình sẽ có favorite là sở thích, yêu thích, được chưa? Food day. Vậy thì cả cái cụm my favorite food day này mình sẽ dịch ra là ngày hội đồ ăn yêu thích. Được chưa? Yeah. Ngày ngày đồ ăn yêu thích của tôi. Đó, my favorite food day. Okay, so let's start our lesson today. Yeah. The first part we will learn about grammar. Phần đầu tiên thì mình sẽ học về phần grammar là phần ngữ pháp nhá. Nào để hôm nay cô xem là mình sẽ được học về ngữ pháp gì nào. Hôm nay mình sẽ được học về present simple tense là thì hiện tại đơn. Thì này Bảo Linh học ở lớp chưa? Present simple tense. Con học từ này ở lớp. No. Con học thì này ở lớp chưa con? Chưa. Thì hiện tại No, đơn đi đưa học á hả? Hiện tại đơn đi. Thế thì mà chủ ngữ rồi cộng với động từ phải chia đuôi s và is thì này con học chưa nào, để cô xem nào, chưa học hả No. con? No. Okay, so today we will learn about present simple tense. Hôm nay mình sẽ được học về thì mới nhá, là thì đầu tiên trong tất cả các thì tiếng Anh này, đó là thì hiện tại đơn, được chưa? Thì hiện tại đơn này. A present simple tense is a verb form of a sentence that tells about the action, circumstance, which happens regularly or occurrences. Tức là sao đây? Tức là thì hiện tại đơn ý. Con hiểu đơn giản nó là như này này. Nó sẽ là thì mà để nói về những cái việc mà lặp đi lặp lại hàng ngày. Được chưa? Những cái việc mà đã là thói quen của mình nhá. Ví dụ như khi mà Bảo Linh đi học này thì Bảo Linh phải thức dậy lúc mấy giờ? O'clock. 6 o'clock đó. Vậy thì mình khi mà mình nói về cái việc đó mình sẽ nói là I get up at 6 o'clock thì lúc đó đây sẽ là thể hiện tại đơn tại vì đấy là việc ngày nào mình cũng phải làm, đúng không? Bởi vì mình phải thức dậy vào giờ đó thì mình mới có thể đi học đúng giờ được. Hoặc là mình có thể dùng thì này để nói về những cái daily routines của mình, tức là những cái thói quen hàng ngày đó, tức là mình dậy xong mình sẽ đánh răng rửa mặt này, được chưa? Đó, vậy Yeah. thì cái thì nhớ cho cô nhá, cái present simple tense này sẽ để nói về những cái việc gì đấy, một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo một thói quen nhá, là một thói quen này đó, hoặc là một sự thật hiển nhiên. Ví dụ như những cái việc như là mặt trời mọc đằng Tây này, đúng không? Hoặc là nếu mà gặp trời nóng thì băng sẽ tan, thì đá sẽ tan. Đó, những cái việc mà
Nó là sự thật hiển nhiên và không thể nào thay đổi được. Đấy chưa? Về tự nhiên, đó. Thì mình sẽ dùng thì hiện tại đơn nhá. Thì cái thì hiện tại đơn này là cái thì đầu tiên mà. Nên là nó cũng khá là đơn giản thôi, chứ nó cũng không có gì quá phức tạp đâu. Ok chưa? Đó. Thì đấy là cô đang giới thiệu về cái thì hiện tại đơn nhá. Thế được rồi, thì bây giờ cô sẽ cho Bảo Linh tìm hiểu về cái structures, cái cấu trúc của nó để mình biết cách dùng này. Thì ở thì nào cũng thế, khi mà mình tìm hiểu về các thì mình sẽ tìm hiểu về đầu tiên là ở dạng khẳng định, tiếp theo ở dạng phủ định và cuối cùng là nghi vấn. Thì khẳng định là gì? Con nhìn vào dấu cộng này cho cô này. Con thấy không? Thì cái dấu cộng này chính là dạng khẳng định, tức là ở cái thể bình thường của nó. Đó. Còn phủ định tức là không. Phủ định tức là không. Đó. Thì khi ở trong thể phủ định thì nào cũng thế thôi, mình sẽ luôn có thêm từ not vào, được chưa? Đó. Và cuối cùng là nghi vấn tức là câu hỏi nhá. Vậy thì bây giờ cô sẽ cho con tìm hiểu về cái phần này một cách kỹ hơn. Để cô xem nào. Đó, to be arm is or, cái phần này chắc hôm trước cô vừa dạy với bạn. Đấy. Thì nhớ cho cô này, ở cái thì hiện tại đơn này nó lại chia ra hai hai dạng khác nhau. Dạng đầu tiên thì sẽ là đi với động từ to be, và dạng thứ hai sẽ là đi với động từ thường. Thì động từ to be mình có là gì đây? Chính là những cái như là am, is, are này này, thì là ở. Đấy. Thì đây chính là động từ to be. Và ở đây là ở dạng khẳng định nhá. Ở dạng khẳng định này thì I ở động từ to be trước này thì I sẽ luôn luôn đi với am. Được chưa? I luôn đi với am và cộng với một danh từ. Đó, ví dụ như I am a student thì đây là một sự thật hiển nhiên đúng không? Đây là một cái câu kể và là một sự thật hiển nhiên là giới thiệu là gì đấy? Tôi là một người học sinh. I am a student. Đó. Tiếp theo đi với ngôi is, à đi với động từ to be is thì mình sẽ có chủ ngữ là he, she, it. Được chưa? Đây là chủ ngữ số ngôi thứ ba, số ít. Nhớ cho cô tất cả những chủ ngữ số ít mình sẽ đi với to be is. Ví dụ như là he, she, it. Mình sẽ đi với is và sau đó cộng với noun. Cộng với một danh từ. She is a teacher. Đó, cô ấy là một cô giáo. Thì đây cũng là một sự thật hiển nhiên. Và cuối cùng là to be are. Đó. Và to be are thì mình sẽ đi với những cái chủ ngữ làm sao đấy? Những cái chủ ngữ số nhiều như là we, you và they. Đấy, chúng ta này, bạn hoặc các bạn này và họ. Mình sẽ đi với are và mình vẫn cộng với một noun. Mình sẽ có một câu là we are best friend, có nghĩa là chúng ta là bạn thân. Đó, thì đây cũng là một câu kể. Đấy, thì nhớ cho cô này, ở cái present simple này nhớ cho cô là mình sẽ phải chia ra hai cái, một là nó đi với to be và hai là sẽ đi với verb thường là động từ thường. Và một lát nữa khi mà mình học động từ thường thì mình mới làm sao đấy, mình mới phải chia. Nói chung cái thì này thì nó cũng khá là đơn giản, nó cũng không có gì quá là khó lắm nhá, nó cũng không không quá khó đâu con ạ, chỉ cần mình lắng nghe một chút là mình sẽ nhớ được. Đó, đầu tiên là mình đi với to be như vậy nhá. Đó, nhìn lại vào cái to be cho cô một chút nữa. Đó. Nó sẽ đi với to be và đi với động từ thường thì to be nó dễ hơn. Nó dễ hơn nhá. Thì nếu mà ở to be thì vẫn chia theo ba dạng là phủ định, khẳng định và nghi vấn. Nhưng mà ở đây cô giới thiệu trước đã, xong tí nữa cô sẽ đưa cho Bảo Linh một cái bảng. Cô sẽ show lên cho con một cái bảng và cô sẽ nói lại thêm một lần nữa về ba cái thể này của cái động từ to be. Còn cái ở phần to be con đang nhìn thấy trên cái slide của cô ấy, nó chỉ là gì đây? Nó chỉ là to be ở dạng khẳng định thôi. Còn tí nữa còn ở dạng nghi vấn và phủ định nữa. Nhưng mà nó không quá khó nên là cô sẽ chỉ giới thiệu thế này trước đã. Xong tí cô mình đưa cho cái bảng đó. Và tiếp theo mình sẽ có một cái nữa là gì đây? Là tiếp theo nữa là đi với động từ thường. Thì đi với động từ thường ấy thì
Mình sẽ không chia ra là như ở động từ to be thì mình sẽ có I và we, you, they, nó cộng với hai động từ to be khác nhau. Đó, nhưng mà ở dưới động từ thường con nhìn này, I, you, we, they, mình đều coi nó là gì đấy? Chủ ngữ số nhiều hết. Và mình sẽ đều cộng với verb nguyên thể, tức là verb không chia con nhé. Tức là ví dụ như mình có cái từ từ nào thì nó vẫn sẽ là như vậy, ví dụ như play này. À Yes. không, ví dụ như là play này, như là read này, vân 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 vân, thì mình sẽ để nguyên cho cô, được chưa? Mình sẽ để Yes. nguyên, mình không chia. Ví dụ như này, I go to school every day. I go to school. Đó, con thấy không? Thì cái từ go này mình để nguyên. Đó, bởi vì mình đang kết hợp với bốn cái chủ ngữ số nhiều là I, you, we, they. Đó, I, you, we, they thì mình sẽ đi về verb nguyên thể không chia. Còn he, she, it nhá. Mình sẽ là chủ ngữ số ít, ngôi ba số ít. Vậy nên mình sẽ phải đi với verb chia s và hoặc là es, được chưa? Và cận cộng với object. Đó, ví dụ như đây là she gets up at 6 a.m. Cô ấy thì sẽ thức dậy vào 6 giờ sáng. Thì con nhìn thấy ở đây mình đã chia s ở đây rồi đúng không? Ừ, đó, nên là mình sẽ có cái như vậy. Cô xem đó. Và ở thể nghi, ở thể phủ định thì ở cái thi này thì phủ định mình sẽ phải mượn trợ động từ là do và does, mình cộng với not để ở thể phủ định, và mình cộng với verb nguyên thể. Và nhớ cho cô này, tất cả những cái verb, những cái động từ mà đứng đằng sau trợ động từ như là do và does như này, hoặc là did, did thì mình sẽ gặp ở thì quá khứ đơn, nhưng mà do với does như này đó, và đằng sau là một verb thì verb đấy không bao giờ được chia được, được chưa? Bởi vì mình đã có trợ động từ ở đây rồi, vậy nên động từ đằng sau này mình không cần chia nữa, và mình sẽ để nó ở dạng nguyên thể như là cái từ go này, mình sẽ để nguyên mà mình sẽ không thay nó bằng goes hay là bất kỳ một từ nào khác thêm s hoặc là es. Và khi đặt câu hỏi thì mình sẽ là do hoặc là does đảo lên, đảo trợ động từ lên cho cô, đảo trợ động từ lên như thế này, và mình sẽ đây, đảo trợ động từ lên đằng trước cộng với chủ ngữ và cộng với tất cả những cái một trong những cái thằng này và cộng với verb nguyên thể, được chưa? Tức là khi nào mà Bảo Linh nhìn thấy cái từ này xuất hiện này nhá, từ do và từ does này, thì mặc nhiên là cái verb đằng sau của mình sẽ để nguyên không chia gì cả. Nếu nó là play thì nó vẫn là play, nếu nó là read thì nó vẫn là read, nếu nó là sleep thì nó vẫn là sleep, chứ nó không cần phải thêm s hoặc là es vào, được chưa con? Được chưa nào? Ok, để cô xem. Và cô sẽ lại quay lại cái phần này một chút. Cô cho xem cái bảng đấy. Simple tense. Đây, nhìn vào cái bảng này cho cô. Ôi rồi. Nhìn vào cái bảng này cho con thấy, có thấy cái bảng này chưa? Đó, thì present simple tense thì nó sẽ được chia ra, nhớ này, nhớ là chia ra hai dạng là to be và verb. Một bên là đi với động từ to be, còn một bên là đi với động từ thường. Nhá. Và con nhìn ở bên cái cột to be này vừa nãy mình chưa nói này, mình chỉ nói về dạng khẳng định. Về dạng khẳng định thì sẽ là gì đây? Chủ ngữ cộng với am, is hoặc là are. Am thì nó sẽ là I am. Is thì mình sẽ đi với là he, she, it. Còn are là dành cho những cái chủ ngữ số nhiều thì mình sẽ là we, you, they. Và tương tự như thế, con nhìn xuống dưới cái phần phủ định này, phần dấu trừ này nhá, thì mình sẽ có chủ ngữ vẫn đi với những cái động từ to be đó, nhưng mà phải thêm not vào. Tại vì sao đây? Tại vì là đây là dạng phủ định, và cô vừa nãy cô nói rồi đúng không? Thì ở dạng phủ định mình phải thêm từ not vào trong cái câu của mình. Đó, mình chỉ phải thêm not thôi ở đằng sau to be. Và ở phần câu hỏi này thì tương tự như bên này thôi, mình vẫn là gì đây, đảo to be lên trước. Ví dụ như câu câu của mình là I am a student thì ở câu hỏi mình sẽ phải đảo cái to be lên, thì sẽ là am I a student, nhưng mà thế thì hơi dở hơi nhỉ.
Vậy không, mình sẽ có câu là she is a student, đúng không? Vậy thì ở cái câu hỏi của mình thì mình sẽ có là is she a student? Cô ấy có phải là một học sinh không? Thì mình sẽ đảo cái to be này lên đầu. Được chưa? Cộng với chủ ngữ và sau đó cộng với verb. Ở bên này cũng thế, ở bên này cũng là S cộng với verb chia hoặc không chia. Và nếu mà ở dạng phủ định thì mình sẽ thêm thêm gì nhỉ? Thêm don't hoặc là doesn't vào. Cô sẽ để từ từ cô sẽ tìm một cái bảng để cho con chép và vở. Ừ, nay mình chưa học nên là mình IELTS fighters. Đã khẳng định IELTS cái này tiếp xem nào. Bây giờ mình sẽ chép theo cái bảng này nhá con nhá. Ok, đợi cô một giây nữa nào. Nếu nó ở trong một bảng luôn không? S flight. Đây rồi. Cô đã tìm thấy. Để mình có thể dễ hơn trong cái việc mình muốn đấy. Đây nhá, con nhìn vào cho cô cái bảng này này. Ok chưa? Thì đấy, đây sẽ là cái rõ rệt nhất này, cái đầy đủ nhất và cũng là gì đây, là cái tổng hợp nhất của hai cái này. Thì bây giờ con sẽ chép cái này vào vở cho cô trước nhá. Thì chép cho cô cái to be trước đi, rồi mới chép sang động từ thường. Vào vở cho cô nhá.
xong chưa bảo Linh? Có xong rồi ạ. Ừ, đó. Thì nhìn lại cho cô cấu các cái cấu trúc này một chút nữa nhá. Đó. Có cái gì muốn thắc mắc hỏi cô đâu? Thì cái phần này con nhìn này, cái phần I am xong nó phẩy mời này, tức là viết tắt của nó, được chưa? Đó. Dạ. Phẩy error này cũng error e này là viết tắt của R, phẩy S này sẽ viết tắt của is. Đó. Và đằng sau những cái động từ to be này, nếu mà ở dạng phủ định thì mình sẽ thêm not vào, được chưa? Ví dụ am not, are not, is not. Còn ở nghi vấn thì mình sẽ đảo am, is, are lên đầu, được chưa? Am I. Đó, are you, are we, are they và is. He is she và is it. Còn ở dạng hiện còn ở dạng động từ thường thì mình nếu mà ở phủ định ý, thì mình sẽ phải thêm do và does vào và mình thêm not. Đó. Mình sẽ có hai dạng viết tắt của nó là do not thì sẽ viết tắt là don't và does not thì mình sẽ viết tắt là doesn't, được chưa? Và khi mà cái từ động à, cái trợ động từ do và does xuất hiện thì mình sẽ cộng với verb nguyên thể, verb infinitive hoặc là verb nguyên thể không chia nhá. Còn nếu mà ở dạng nghi vấn thì ở dạng câu hỏi của cái phần động từ thường ấy thì mình sẽ đảo cái trợ động từ lên đầu, là đảo do và does lên đầu, giống như là ở cái phần to be ấy mình đảo am, are và is lên đầu. Thì ở đây cũng vậy, mình sẽ đảo do và does lên đầu, sau đó mình sẽ cộng với are, you, we, they với do và he, she, it với does, và mình sẽ cộng với verb không chia. Tại vì xuất hiện trợ động từ nên là cái verb này nó sẽ được là verb nguyên thể không chia gì cả. Được chưa? Được chưa nào? Yes. Okay. So. Và còn một phần nữa mình cần phải tìm hiểu ở cái phần này, đó chính là động từ thế nào gọi là thêm được s và is vào. Tại vì nhá, con nhìn này, ở cái phần chia động từ ở đây ấy, thì nó có cả là s và es đúng không? Thì có một số từ mình sẽ thêm chỉ có một số từ mình chỉ cần thêm s vào thôi, còn có một số từ mình làm sao phải thêm cái es vào, được chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem là những cái từ nào mình sẽ thêm s và es. Cái này con chép xong rồi đúng không con? Đây, mình sẽ có quy tắc thêm s và es trong tiếng Anh. Thì bởi vì đa số các từ đều là thêm s, được chưa con? Vậy nên mình sẽ có một cách học như thế này này. Nếu mà đa số là cái gì thì mình sẽ không học về cái đấy, mà mình sẽ chỉ học về những thứ đặc biệt thôi, để cho nó dễ nhớ, được chưa? Những cái thứ ít thì mình sẽ dễ nhớ hơn, còn lại sẽ là s. Thế thì mình sẽ học về những thứ mà làm sao đây nó ít và nó ít có trước, ví dụ như là những cái từ phải thêm es. Vậy thì bây giờ bảo Linh nhìn vào đây cho cô. Đầu tiên là mình sẽ thêm es ở đằng sau những cái động từ có chữ cái tận cùng bằng O, X, SS, SH và CH. Được chưa? Nhớ cho cô nhá. Thêm ES vào sau những cái động từ có chữ cái tận cùng, tức là cái chữ cuối cùng của nó ấy. Nhá. Bắt đầu bằng O, X, SS, SH và CH. Ví dụ như là từ go, thì mình sẽ biến thành goes. Cross nghĩa là crosses, teach là dạy học ấy thì mình sẽ là teaches. Đó. Fix là sửa chữa, mình sẽ đổi thành là fixes. Và brush là nhiều đánh răng ấy hoặc là chải tóc ấy. Brush my hair, brush my teeth, mình sẽ có là brushes, được chưa? Đó, thì đầu tiên là nhớ cho cô trước là mình sẽ thêm es đầu tiên vào những cái động từ có chữ cái tận cùng bằng o, x, ss, ch và sh. Thật ra thì cái này nó không khó nhớ đâu con ạ. Nếu mà mình làm bài nhiều ấy thì sau này nó sẽ tự thành cái phản xạ và mình sẽ nhớ được. Chưa? Bây giờ cô sẽ cứ sẽ chụp màn hình lại đã. Cô sẽ giảng xong tí nữa cô sẽ cho chép lại. Còn ở cái thứ hai thì với một số những động từ tận cùng bằng đuôi y dài nhưng trước đó lại là một phụ âm, tức là không phải là o u e a i, tức là không phải là cái uể oải ấy, được chưa? Đó, tức là những cái động từ mà tận cùng bằng y nhưng đằng trước lại không phải là uể oải, tức là đằng trước cái chữ y đấy nó không phải là uể oải mà nó là một phụ âm thôi, thì chúng ta sẽ bỏ chữ y dài đi và thay bằng i e s.
đó. Bây giờ cứ nghe thôi đã, đừng chép vội, cứ nghe thôi, tí nữa cô sẽ viết lại vào slide cho nó dễ nhớ, cho nó dễ hiểu. Yes. Với những từ như thế thì mình sẽ làm sao đấy? Mình sẽ hoàn toàn là mình sẽ bỏ chữ y dài đi và sau đó mình sẽ thay bằng es, y ngắn, es. Ví dụ như flies thì mình sẽ biến thành là flies, được chưa? Carry thì mình sẽ là carries. Study thì mình sẽ là studies. Harry thì mình là Harry's. Nhưng cái từ say này này, nhưng cái từ say thì ở đằng trước, vì sao nó chỉ thêm s? Tại vì ở đằng trước cái chữ y của cái cuối cùng, chữ cái cuối cùng của từ say thì đằng trước nó lại là uể oải mất rồi, đúng không? Nên là nó chỉ cần thêm s vào thôi mà không cần phải thêm ies, được chưa? Này, nhưng vì cái từ say chữ trước chữ y dài là một nguyên âm o u e a i, vậy nên mình chỉ cần thêm s thôi mà mình sẽ không cần phải bỏ chữ y dài đi thay bằng ies nhá. Đó. Yes. Và gì đây? Động từ kết thúc bằng một nguyên âm cộng y, tức là đằng trước chữ y dài sẽ là động từ, à sẽ là những cái tự cái uể oải thì mình sẽ thêm s vào. Ví dụ như là play và says, được chưa? Thì play đằng trước chữ y dài là chữ a, thuộc nhóm uể oải, vậy nên mình sẽ thêm s thôi chứ mình không bỏ y và mình thêm ies vào, được chưa? Và từ say cũng vậy. Và cuối cùng là đa số những cái động từ thì ta sẽ thêm s khi chia tại ngôi ba số ít. Nói chung là còn những cái còn lại thì sẽ là những cái còn lại, những cái nếu mà không phải thêm s thì những là cái là thêm s. Và ngoài ra mình sẽ có những cái dạng động từ ấy mà nó làm sao nhỉ, mà nó cũng khá đặc biệt nữa, dạng bất quy tắc. Ví dụ như là have thì mình sẽ biến về là has. Đó, have là có thì mình sẽ biến thành là has, thì cái này nó chiếm ít thôi, không nhiều, được chưa con? Vậy thì bây giờ cô sẽ viết lại vào slide cho nó dễ hiểu và ngắn gọn hơn để con chép nốt cái đấy vào vở cho cô và mình bắt đầu luyện tập một chút nhá, được chưa nào? Yes. Ừ, tốt. Bài gì vậy? Mất 30 phút đấy. S E S không từ ừ. Xem này. Ok thì đầu tiên đấy, và nhớ cho cô cái cách học đấy nhá, là mình sẽ luôn luôn làm gì đây, mình sẽ học những cái nó ngắn gọn, còn những cái dài thì mình sẽ không học. Tức là mình sẽ có học những cái ngắn gọn và mình sẽ loại trừ nó, được chưa? Thì nó vừa dễ nhớ mà nó vừa khoa học hơn. Cái cách mà mình cứ học tất cả mọi thứ, cái gì mình cũng thích học thì nó sẽ rất là khó cho mình. Tại vì là một ngày làm cho đây mình phải học rất là nhiều môn, chứ không phải là mỗi một môn tiếng Anh này. Vậy nên là mình phải tìm một cách gì mà vừa học mà nó vừa vui vẻ mà nó lại lại gì nhỉ, lại dễ học. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ có là thêm es E-S. thêm es sau từ có tất cả cùng là ch, được chưa? Ví dụ như là go thành goes, nhưng mà cái này chỉ chia khi mà ở cái chủ ngữ ngôi ba số ít thôi nhá. Còn ở chủ ngữ số nhiều thì hoàn toàn mình không phải chia, được chưa? Khi nào mình phải chia chỉ khi mà danh từ à, chủ ngữ của mình là chủ ngữ ngôi ba số ít, he, she, it, và sau đó mình phải chia thì mình mới phải chia cái động từ này. Còn nếu mà nó ở các cái dạng khác thì mình sẽ không phải chia đâu nhé. Go thành goes. Gì đây? Crash thành crash.
precious. Đó, vân vân. Number two ở đây này. Number two là gì đây? Thêm gì nhỉ? Động từ đó. Thứ ba là gì đây? Thứ ba là sao nó không cho cô đi nhỉ? Thôi rồi. Don't. Đi ra. Ví dụ như là lấy thì mình sẽ biến thành là place, hoặc là says mình sẽ biến thành là says, đất quy tắc. Thì sẽ có là have has. Đó. Bây giờ bảo Linh chép lại cho cô cái này đi con. Cái này nó cũng ngắn ngắn, chép lại cho cô cái này. Và sau đó mình còn những cái mà cô không ghi thì nó sẽ là những cái đặc là có những cái còn lại nhá. Là những cái mà mình không cần phải nhớ, đó là những cái từ còn lại thì nghiêm nhiên là nó sẽ thêm s vào rồi. Được chưa? Ok. Mà như cái này nhớ ra thì phải. Cái này cũng biết biết đúng không con? Cái này mình cũng học. Hình như là con học cái này rồi đấy. Học rồi mà. Học rồi đúng không? Yeah. Em phân giảng nhiệt huyết quá. Nhưng mà thôi coi như là mình học lại thêm một lần nữa nhá. Cho nhớ. Yeah. Ừ, cứ ghi vào đi. Cứ ghi vào cho cô xong mình bắt đầu luyện tập một tí nữa. Xong sau này nó phân luyện tập. Cái phần này cũng khá là nền tảng đấy con ạ. À. Cái phần này nó rất là quan trọng đấy. Với đề thi đầu tiên của mình mà. Nên là mình cũng phải nhớ nhớ một tí. Ok.
Con thưa con. Đây ạ. Ừ, nào bây giờ mình thử luyện tập một tí nữa. Con còn nhớ không nhá? Không biết bữa nay có phải luyện tập không? Favorite food. Ok, nãy không có phần luyện tập về cái thi này nhỉ. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ làm một bài này nhá. Yes. Ừ. Đã. Vâng. Nào bây giờ sẽ là con sẽ chia sẻ cho cô nhá, xem là what kinds of words you will fill in each blank. Đó. Bây giờ con sẽ phải, con nhìn này, mình có tất cả là 6 cái ô cần phải điền đúng không? Number, từ number 1 to number 6. Và bây giờ ở mỗi cái ô này con sẽ điền một cái thứ liên quan đến. Đầu tiên, ở ô đầu tiên con sẽ điền một loại đồ ăn. Ô thứ hai và ô thứ ba con cũng là điền những cái loại đồ ăn đó, nhưng mà lại là hai loại đồ ăn, tại vì nó sẽ được kết hợp bằng or là từ hoặc này, và and là và, tức là ở đây mình một loại đồ ăn, ở đây mình lại phải là một loại đồ ăn nữa đúng không? Đó, ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, tức là mình sẽ phải điền hai loại đồ ăn cho một câu. Và number 4 thì mình sẽ điền một loại đồ uống. Number 5 mình sẽ làm cũng là điền loại đồ ăn tiếp, và cuối cùng là number 6 là mình sẽ điền một cái flavor, một cái vị của một cái ice cream, được chưa? Thì cái bài này hoàn toàn là con sẽ là thật ấy, tức là dựa theo cái sở thích của con để con sẽ kể và giới thiệu cho cô nghe về cái favorite food của mình là gì. Thì vậy thì bây giờ con sẽ ngồi suy nghĩ. À không, thật ra cũng nhanh thôi. Thì con sẽ đọc cả bài này lên cho cô. Ví dụ như mình sẽ giới thiệu là my favorite food is gì gì đó, I don't like. Đó, tức là mình đọc cả cái đoạn văn này lên. Và khi mình đọc lên thì trong lúc đó mình sẽ phải điền tất cả những cái đồ ăn mà mình yêu thích vào rồi. Đấy chưa con? Yes. Được rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ cho con một phút để nghĩ các loại đồ ăn, và cô sẽ và cô sau đấy cũng sẽ hỏi con nhá, được chưa? Yes. Ừ. Cho một phút. Hình như không biết cô vừa tìm được cái đồng hồ ở đâu nhỉ? À, timer. Ở chỗ chết đó. Oh no. Đợi cô tìm, cô xóa cái này đi. Favorite. Đấy, cô sẽ cho một phút. Bây giờ chỉ còn 45 giây thôi nhé. Khi nào đến giây thứ 45 cô sẽ dừng lại và mình sẽ chia sẻ cái đáp án cho cô nhé. Con nói cho cô cũng được, con đã không cần phải viết vào đâu. Nói luôn cho cô cũng được. Ok, nào bây giờ giới thiệu cho cô xem nào. Ok, so let's start. Ok. Ok. Bắt đầu nào. My favorite food is chicken. Mm-hmm. I don't like melon or I don't like melon and fish. Fish, okay, good. For breakfast, I eat bread and milk. Okay. For lunch, I drink water. For dinner, I eat some rice and
and a fish. Okay. My favorite ice cream is blueberry and strawberry ice cream. Okay, blueberries and strawberry ice cream. Rồi, good, rất là tốt. Và này, Bảo Linh nhớ cho cô cái từ breakfast. Mình sẽ gọi breakfast nha, breakfast. Được chưa? Breakfast, lunch, dinner, favorite, ice cream. Rồi, được rồi, tốt. Vậy thì hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây thôi nhá. Được chưa con? Okay, so goodbye, see you soon. Goodbye, see you soon. Okay, goodbye.